Đối với tất cả hữu tình phải khởi tâm không vô tướng vô nguyện, cũng đem tâm này mà nói với họ: Thiện hiện đại Bồ Tát nào muốn mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, phải dùng vô sở đắc làm phương tiện mà trụ nơi đây. Lại nữa, thiện hiện đại Bồ Tát nào muốn mau chứng đắc quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, nên tự xa lìa sự giết hại sanh mạng, cũng khuyên người khác xa lìa sự giết hại sanh mạng, thường chân chánh khen ngợi pháp xa lìa giết hại sanh mạng, hoan hỷ tán thán người xa lìa giết hại sanh mạng, nói rộng cho đến nên tự xa lìa tà kiến, cũng khuyên người khác xa lìa tà kiến, thường chân chánh khen ngợi pháp xa lìa tà kiến, hoan hỷ tán thán người xa lìa tà kiến. Phải tự tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, cũng khuyên người khác tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, thường chân chánh khen ngợi pháp tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc, hoan hỷ tán thán người tu bốn tịnh lự, bốn vô lượng, bốn định vô sắc. Phải tự viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, cũng khuyên người khác viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa, hoan hỷ tán thán người viên mãn bố thí ba la mật đa cho đến bát nhã ba la mật đa. Nếu tự an trụ trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, cũng khuyên người khác an trụ trong pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, thường chân chánh khen ngợi an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không, hoan hỷ tán thán người an trụ pháp nội không cho đến pháp vô tính tự tính không. Phải tự an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, cũng khuyên người khác an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, thường chân chánh khen ngợi pháp an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì, hoan hỷ tán thán người an trụ chân như cho đến cảnh giới bất tư nghì. Phải tự an trụ bốn thánh đế, cũng khuyên người khác an trụ bốn thánh đế, thường chân chánh khen ngợi pháp an trụ bốn thánh đế, hoan hỷ tán thán người an trụ bốn thánh đế. Phải tự tu tập bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, cũng khuyên người khác tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, thường chân chánh khen ngợi pháp tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo, hoan hỷ tán thán người tu bốn niệm trụ cho đến tám chi thánh đạo. Phải tự tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, cũng khuyên người khác tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, thường chân chánh khen ngợi pháp tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện, hoan hỷ tán thán người tu pháp môn giải thoát không vô tướng vô nguyện. Phải tự tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, cũng khuyên người khác tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, thường chân chánh khen ngợi pháp tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ, hoan hỷ tán thán người tu tám giải thoát cho đến 10 biến xứ. Phải tự viên mãn các bậc Bồ Tát, cũng khuyên người khác viên mãn các bậc Bồ Tát, thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn các bậc Bồ Tát, hoan hỷ tán thán người viên mãn các bậc Bồ Tát. Phải tự viên mãn pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, cũng khuyên người khác viên mãn pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa, hoan hỷ tán thán người viên mãn pháp môn Đà La Ni, pháp môn Tam Ma Địa. Phải tự viên mãn năm loại mắt sáu phép thần thông, cũng khuyên người khác viên mãn năm loại mắt sáu phép thần thông, thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn năm loại mắt sáu phép thần thông, hoan hỷ tán thán người viên mãn năm loại mắt sáu phép thần thông. Phải tự viên mãn 10 vực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, cũng khuyên người khác viên mãn 10 vực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn 10 vực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng, hoan hỷ tán thán người viên mãn 10 vực Như Lai cho đến 18 pháp Phật bất cộng. Phải tự viên mãn đại từ đại bi đại hỷ đại xả, cũng khuyên người khác viên mãn đại từ đại bi đại hỷ đại xả, thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn đại từ đại bi đại hỷ đại xả, hoan hỷ tán thán người viên mãn đại từ đại bi đại hỷ đại xả. Phải tự viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp, cũng khuyên người khác viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp, thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp,
Hoan hỉ tán thán người viên mãn 32 tướng 80 vẻ đẹp, phải tự viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Cũng khuyên người khác viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Thường chân chánh khen ngợi pháp viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Hoan hỉ tán thán người viên mãn pháp không quên mất tánh luôn luôn xả. Phải tự quán thuận nghịch 12 chi duyên khởi. Cũng khuyên người khác quán thuận nghịch 12 chi duyên khởi. Thường chân chánh khen ngợi pháp quán thuận nghịch 12 chi duyên khởi. Hoan hỉ khen ngợi người quán thuận nghịch 12 chi duyên khởi. Phải tự biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo. Cũng khuyên người khác biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo. Thường chân chánh khen ngợi pháp biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo. Hoan hỉ tán thán người biết khổ đoạn tập chứng diệt tu đạo. Phải tự khởi trí chứng quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, mà chẳng chứng đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề thật tế. Cũng khuyên người khác khởi trí chứng quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, và chứng đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề thật tế. Thường chân chánh khen ngợi pháp khởi trí chứng quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, và pháp chứng đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề thật tế. Hoan hỉ tán thán người khởi trí chứng quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề, và chứng đắc quả dự lưu cho đến độc giác bồ đề thật tế. Phải tự vào ngôi vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Cũng khuyên người khác vào ngôi vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Thường chân chánh khen ngợi pháp vào ngôi vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Hoan hỉ tán thán người đã vào ngôi vị chánh tánh ly sanh của Bồ Tát. Hết quyển thứ 513.